Chị Di Tú là YouTuber quê quán ở Long Xuyên, một cô nàng mạnh mẽ làm cho mọi người yêu mến thêm. Những video một mặt tạo ra những điều cực kỳ mới lạ. Kênh của chị hiện tại đạt 800.000 subscribe. Mới đầu YouTube 2019, chị hóa thân thành YouTuber video đầu tiên mới gây ấn tượng và các bạn mới xem cơ. Tôi siêu xe và review trò chơi là chủ đề tiếp theo. Chị cố gắng hàng ngày, chị mong các bạn ủng hộ về sau. Chị thích nghi với ngành YouTube và coi như đó là việc làm. Kiếm tiền từ đó, động lực từ đó, những lời ủng hộ chị đang mang. Những clip ngoài đồng giải trí khiến cho người xem thích thú. Luôn chăm chỉ video đều đặn, cuộc sống của chị vui lên từng giây phút. Clip nhiều lượt xem nhất đó chính là ăn bắp chuối, nhìn chén muối ớt siêu cay, nhìn ngon mà thèm đuối. Năm 21 năm nay chị sẽ rinh ngay nút vàng bằng cố gắng chinh phục những thứ thử thách khó và gian nan. Qua đời mày sẽ có thử thách để cho chị vượt qua, do chính bản thân của chị đã chinh phục những thứ phong ba, qua hết những thử thách giờ tới chị cho mọi người biết nè. Tên của chị là Triệu Duy Tú, mong mọi người sẽ nhớ tới nha. Một cô gái trẻ nhiều người yêu quý bởi vì có sự cố gắng, nhận được nút bạc là một thành công để cho chị nhận được nút vàng. Một cô gái dũng cảm nên các bạn chờ đợi hàng ngày, luôn theo dõi chị từng ngày, ra những clip là biết ngay. Chị sinh ngày 10 tháng 9 và đó chính là sinh nhật chị, được mọi người xung quanh nhớ tới. Chị cảm thấy vui lạ kỳ, rất xúc động không nói nên lời, những người bạn còn rất quan tâm. Chị đã 19 làm chủ bản thân và thành công trong lần thầm. Có những nỗi buồn và phiền muộn có ai biết được đâu, chưa dám chia sẻ với ai, từng hiểu trong lòng rồi đem giấu. Mà cảnh bên xung quanh của chị đã có chia tiền và mọi người, và đó là một nguồn động lực đã cho chị ngày nào cũng cười. Những clip được chị chăm chút nâng niu mỗi ngày, và để đó giúp chị sẽ vươn xa hơn trong tương lai. Khát vọng to lớn của ngày mai sẽ được chị miệt mài, người mà cùng chị vượt qua những khó khăn, đó là chị tiền chứ không ai. Thánh bước với chị trên con đường này đã lâu, dù có gặp nhiều khó khăn vẫn hướng về mặt nhau. Chúc cho chị Duy Tú và chị tiền sẽ gặp được nhiều thành công cuối năm nay, lấy luôn nút vàng không làm mọi người thất vọng.